Chào các bạn, các anh vừa đi tập thể thao về. Mỗi ngày có một câu chuyện hay để kể cho các bạn nghe. Hôm nay các anh sẽ kể cho các bạn một câu chuyện là tất cả mọi thứ nó đều gắn kết với nhau. Và tiếng Anh nó gọi là All the things connected. Good night. Câu chuyện là có tên là All things are connected. Nghĩa là mọi thứ nó gắn kết với nhau. Chúng ta biết là môi trường sống của chúng ta ấy, mọi thứ nó đều có sự gắn kết và nó tạo ra một cái môi trường sống rất là hoàn hảo trên trái đất này. Nếu thiếu đi một cái loài nào đó thì cái sự đa dạng sinh học nó không còn nữa, thậm chí nó còn nguy hại cho đa dạng sinh học và đang nguy hại cho môi trường và con sinh thái. Một câu chuyện là trong một cái làng nọ ở một khu rừng rất là rậm rạp và có một ông tù trưởng này á, là ông ấy lãnh đạo. Và ông có một cái bộ phận là chuyên tư vấn cho ông ấy. Và ông này khét tiếng là cái người là gì? Là rắn, cứng rắn trong đường lối lãnh đạo và hay có những cái uy hiếp và đàn áp người khác. Chính vì thế nên là khi mà ông ấy đưa ra một chính sách gì, ông hỏi, ông đưa ra dân làng họp thì mọi người đều ô, ông nói rất đúng, ông nói rất phải, đấy là chuẩn nhất, đấy là ý kiến rất thông minh. Đó. Và có một hôm ấy thì ông ấy đưa ra một vấn đề như thế này. Ở cái làng đó là rất nhiều cái con ếch kêu ọp ọp, tiếng Anh gọi là fox, mà tối ngủ ấy nó kêu ọp ọp, nó làm cho ông ấy khó ngủ lắm và những người xung quanh cũng cảm thấy cũng hơi khó ngủ. Ông ấy họp dân làng lại, ông ấy hỏi là bây giờ làm sao để hết ếch nó hết kêu ọp ọp, tôi định là cho giết tất cả những con ếch đấy. Thế là những người quân sư trong làng đều gật gù, ồ ông nói đúng, ông nói phải, that's a good idea, đấy là một ý kiến rất hay. Nhưng mà có một bà lão, bà đấy nói rằng là all the things are connected, có nghĩa là mọi thứ nó đều có kết nối với nhau đấy. Và bà cứ lẩm bẩm như thế. Ông ấy hỏi bà già kia tại sao bà nói cái gì đấy, bà đấy cũng lẩm bẩm những câu đấy, thế là mọi thứ nó đều kết nối với nhau đấy. Và ông này cho rằng bà lão là một người mà ngốc nghếch, không hiểu biết gì cả, nên là ông bỏ qua ý kiến của bà lão. Và ông ấy đêm hôm đó ông cho lính đi giết hết tất cả những con ếch ở trong cái ao làng. Và quả thật là sau khi giết ếch thì ngủ rất là ngon. Nhưng mà chỉ một tuần sau thì muỗi rất là nhiều. Rất nhiều những con muỗi bay vo ve và nó đốt mọi người trong làng và mọi người cảm rất là giận dữ. Nhiều lắm. Lúc đấy thì ông lại triệu tập một cuộc họp. Ông hỏi rằng tại sao bây giờ lại nhiều muỗi thế. Thì người dân trong làng bảo là tại vì con ếch bây giờ nó bị chúng ta giết hết rồi, không có ai ăn cái con muỗi đấy, thiên địch của nó đã hết mất rồi. Nên bây giờ muỗi nó phát triển rất là nhiều, nó sinh sản rất là nhanh. Chính vì thế nên là muỗi khắp nơi luôn. Và mọi người cảm thấy là sợ hãi, kinh khủng. Và quyết định là không ở cái làng ấy nữa mà phải chọn chỗ khác. Và ông tù trưởng lúc này ông thấy sự sai lầm của mình khi mà giết tất cả những con ếch đi. Và ông nhớ lại lời của bà già nói. Và ông đến ông gặp bà già. Ông hỏi bà già kia tại sao bà không nói cái việc tôi giết con ếch nó sẽ làm cho khủng hoảng trầm trọng môi trường. Bà già vẫn nói lặp đi lặp lại câu All the things are connected, nghĩa là mọi thứ đều có kết nối với nhau. Và đến lúc chết thì ông tù trưởng này vẫn nhớ lời của bà già đấy. Và đây là một bài học đáng giá, đáng nhớ cho ông đấy, trong cái việc là gì? Cân bằng sinh thái. Và chúng ta nhớ là trong môi trường sống của chúng ta cũng thế. Chúng ta phải nhớ, chúng ta phải bảo tồn sinh thái, bảo tồn thiên nhiên để cho môi trường sống của chúng ta tốt hơn. Chúng ta đừng có bắt thiệt một cái loài gì đó đi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh thái đấy. Và chúng ta cũng không được mang những con vật lạ lùng đến một cái vùng đất nào đó. Có một câu chuyện như thế này các bạn, khi mà chúng ta nhập cảnh vào những cái nước như châu Âu này, Mỹ này, Úc, mà nếu mà chúng ta mang một con vật gì đó, hoặc là kể cả Việt Nam chúng ta thôi, một con vật lạ gì đó là chúng ta không được nhập cảnh đâu các bạn, thậm chí còn bị bắt đấy. Bởi vì đa dạng sinh thái ở mỗi vùng khác nhau. Có một câu chuyện là năm khoảng thế kỷ 19, có một cái ông thích rất săn bắn thỏ, ông người Anh. Và ông ấy người Anh lúc đấy thì đang là gì, đang cai trị ở nước Úc. Và ông đấy là một người mà đưa 24 con thỏ khỏe mạnh sang nước Úc. Và từ 24 con thỏ khỏe mạnh đấy, trong một thời gian nhất ngắn có vài năm, nó lên 6 triệu con thỏ. Nó ăn bằng tất cả các vùng thỏ, nó ăn hết thì thôi.
và nó làm cho tất cả những con khác không còn gì để ăn nữa, và nó làm cho nước Mỹ, nước Úc lúc đấy là gì, khủng hoảng. Đấy, một số loài thiên địch ăn thỏ thì không có, nhưng thỏ nó sinh sản rất nhanh, một năm nó đẻ đến 3-40 con ấy, nó tràn lan ở nước Úc, và đấy là một thảm họa của nước Úc nha các bạn. Và thảm họa đấy đã chấm dứt khi mà người Úc chuẩn phải cho săn bắn bắn thỏ, bắn chết thỏ đi để cho nó bớt. Và đấy là một bài học về đa dạng sinh học. Tuy đa dạng sinh học nhưng chúng ta không được phép tự tiện dịch chuyển những cái loài vật, thậm chí những cái cây cối từ nước này sang nước khác đâu. Nên là khi mà chúng ta nhập cảnh vào vụ Mỹ chẳng hạn, mà các bạn mà mang hạt giống ấy là các bạn sẽ bị bắt đấy, và bị phạt rất là nặng, thậm chí là ghi vào hồ sơ của chúng ta luôn. Rồi thịt nữa chúng ta cũng cố gắng đừng có mang vào nha. Khi mà bay sang Mỹ đừng có mang thịt, đừng có mang hạt giống, đừng có mang cây giống gì vào. Bởi vì người ta không muốn mình phá vỡ cái đa dạng sinh học và cái môi trường, cái quần thể sinh học của họ. Các bạn ạ. Phong thủy. Trong phong thủy cũng thế. Mọi thứ nó cũng phải có cái sự cân bằng rồi. Nếu chúng ta biết cách điều chỉnh hợp lý, thì nó sẽ cân bằng và nó sẽ tốt. Nếu chúng ta không biết cách điều chỉnh hợp lý, nó lệch lạc bất cứ cái gì đó, nó cũng làm cho không ổn, mất cân đối. Nên triết học của Trung Hoa ấy, triết học của Lão Tử chính là vô vi, nghĩa là thuận theo tự nhiên. Và chúng ta cố gắng làm cái gì thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Mà nếu chúng ta có điều chỉnh cái gì đó thì chúng ta cũng phải học một cái mô hình thuận theo tự nhiên nào đó, cân bằng, phát triển, bền vững để chúng ta ứng dụng nó. Nếu chúng ta phát triển nóng quá mà quên đi vấn đề bền vững thì cũng không tốt. Phát triển bền vững là để đảm bảo cho cái thế hệ tương lai của chúng ta, con cháu của chúng ta duy trì cuộc sống bình thường và ổn định. Chúng ta đừng có phát triển nóng quá, phá hại môi trường, loại bỏ những cái yếu tố khác đi, khiến cho con cháu của chúng ta sau này á không có một cái môi trường sống tốt đẹp để mà sống. Ngay cái việc là xả rác thải thôi, chúng ta ném rác thải bừa bãi ra ngoài đường là cũng không tốt các bạn. Nên là những bạn nào nghe video này thì cố gắng các bạn dừng ngay việc xả rác nha. Ở bên này thì không ai xả rác ngoài đường hết. Rác thì cho vào xe cất thật kỹ, đến khi nào có thùng rác thì cho vào. Còn chúng ta thì xả rác hơi bừa bãi. Nên là nếu bạn nào mà nghe video này xong thì cố gắng, chúng ta cố gắng đừng xả rác bừa bãi nữa. Chúng ta phải cố gắng cầm rác của chúng ta đến thùng rác và chúng ta bỏ. Và chúng ta càng bỏ vào những thùng rác mà chúng ta những thùng rác còn phân loại càng tốt. Bởi vì bình thường thùng rác nó sẽ phân loại là rác hữu cơ và sắc hữu cơ. Thậm chí là có thùng ấy là nó ghi là hình tròn này, hình xanh tròn là tái chế được. Tiếng Anh nó gọi là recycle. Nó làm được việc đó, chúng ta phân loại được 3 thùng rác là tuyệt vời nhất. Ví dụ như Nhật làm được việc đó này, Đức làm việc đó này. Mọi người Mỹ cũng thế, 3 thùng rác có 3 màu khác nhau. Ở Việt Nam của chúng ta cũng như thế, có một số nơi là cũng bắt đầu phân loại rác. Và nếu cái việc phân loại rác của chúng ta, ý thức của chúng ta ấy, giúp cho những người mà xử lý rác thải rất là tốt, bảo vệ môi trường của chúng ta tốt, bảo vệ sinh thái của chúng ta tốt, và phong thủy của chúng ta cũng sẽ tốt lên các bạn ạ.